xin chào các bạn. Đây là những cây lan Sonia Asakun bên công ty mình nhập về với số lượng lớn để phân bán cho các nhà vườn. Cây này nhập trực tiếp từ Thái. Đây là dòng Sonia Asakun, tức là cái cây mà giống Sonia mới, bông màu tím đậm chứ không phải là dòng Sonia cũ. Tức là nó là dòng Asakun đó. Nếu các bạn đã mà chơi lan thì có thể biết cây này, tức là bông nó tím rất là đẹp chứ nó không có trắng nhiều. Cái dòng Sonia cũ có ở Việt Nam cũng mấy chục năm thì nó là giống cũ thì nó là màu trắng nhiều các bạn. Còn cái này là cái Asakun thì chúng ta sẽ có cái dòng cây này thì nó là màu tím đậm rất là đẹp. Các bạn mà trồng nắng nhiều, phân bón tốt là cây nó sẽ lên bông rất là tuyệt vời luôn, rất là đẹp luôn. Mình thấy một số bạn nhập cây nhập cái bông á, bông cắt cành về bán không á, ở bên Thái á, màu trắng nhiều, đó là cây Sonia bên Thái nó vẫn còn giữ giống, có nghĩa là nó vẫn còn giữ nhưng mà cái bông nó không có đẹp tại vì nó màu trắng nhiều. Bên bển thì họ trồng, họ giữ giống, họ thậm chí ươm bằng chi nên nó giữ hoài. Còn chúng ta bên Việt Nam thì chúng ta mua cây con về nên chúng ta được cái lợi thế là chúng ta sẽ có được cái giống mới, đó là cây Sonia Asakun. Hiện tại bên công ty Mai Quy thì cung cấp cây Sonia Asakun, những cái dạng cây cỡ như vậy, sai cây như vậy, hoặc là cây màu, đủ các loại màu cũng là sai cây như vậy. Thì thường cây màu mắc hơn cây Sonia Asakun 1.000 đến 2.000 đồng tùy theo màu và tùy theo chất lượng. Còn rẻ tiền nhất về cây Dengo con thì chỉ có là Sonia Asakun này thôi. Nên các bạn cần nắm thông tin đó, chúng ta trồng cắt cành hay vấn đề khác thì chúng ta nên mua cái Sonia Asakun này để về cắt cành. Thì hiện tại công ty Mai Quy đang bán cây này thì rất là nhiều nhà vườn nhập như 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 cây một đợt. Thì ngoài bán cây Sonia này thì Mai Quy còn bán những cái chậu 12, 14, sơ dừa, vỉ bỏ chậu, khay bỏ chậu, móc kẹp, phân bón để cung ứng cho chúng ta cái cách trồng của cây Sonia này đủ đầy đủ các loại chất trồng, đầy đủ các loại cách trồng. Và có video dạy trồng lan cây Sonia hay là video cơ bản, hoặc là có những cái quy trình phân bón dành riêng cho cây Sonia này, chúng ta đều có hết. Thì Mai Quy, công ty Mai Quy đều cung ứng đầy đủ cho chúng ta. Nếu chúng ta mua số lượng sỉ 1.000 cây thì công ty Mai Quy sẽ cung ứng đầy đủ những cái như là quy trình tưới phân bón cho chúng ta miễn phí hoàn toàn. Còn video nếu chúng ta mua số lượng nhiều ngàn cây, ví dụ 2-3 ngàn trở lên thì công ty Mai Quy sẽ tặng chúng ta một cái video cơ bản để chúng ta biết trồng lan. Còn chúng ta nếu nhập số lượng từ 5.000 trở lên thì công ty sẽ cung cấp những cái video trồng Dengo miễn phí luôn cho chúng ta, quy trình trồng Dengo miễn phí cho chúng ta. Nên chúng ta yên tâm hoàn toàn về vấn đề kỹ thuật trồng lan, công ty sẽ cung cấp từ đầu đến cuối cho chúng ta. Và những vật tư phân bón công ty sẽ cung cấp theo đơn hàng của chúng ta, những cái này không thiếu cái gì hết. Và chúng ta sẽ được cái giá sỉ kèm theo khi mà nhập theo đi theo cái cây Sonia Asakun này. Thì chúng ta sẽ có được những quy trình bón phân, làm vàng, tưới nước, tất cả mọi cái đều rõ ràng hết để chúng ta yên tâm về ha. Còn cây này về thì chúng ta mới nói sơ kỹ thuật cho chúng ta nắm. Chúng ta sẽ cắt bỏ những cái rễ dư thừa này đi, vẫn còn giữ cái cục sơ dừa này. Và chúng ta vô chất trồng như là sơ dừa hay là than tùy theo chúng ta trồng. Chậu trồng thì chậu 12 hoặc là chậu 14. Chúng ta nên trồng vỉ, không đáy và dĩ nhựa để tiết kiệm chi phí. Lưới thì chúng ta dùng lưới 50%. Rồi, là tuyệt vời. Và chúng ta sẽ sau này một thời gian trồng, chúng ta có những chiêu, những cách làm cho không rụng lá chân, không rụng lá yếm. Tức là chúng ta vẫn còn giữ được cái lá nhỏ xíu này nè các bạn. Đó. Thì nó rất là nhiều cách để chúng ta có thể nâng cao tay nghề khi chúng ta trồng một thời gian và được những cái video mà Mai Quy cung cấp sẽ hỗ trợ cái kỹ thuật cho chúng ta rất là nhiều. Chúng ta có nhu cầu mua những cây Sonia Asakun, những cây Dengo màu, những cây giống lan thì hãy liên lạc bên công ty Mai Quy theo trang web siêu thị hoalan.com hoặc là gọi điện tới số điện thoại mà công ty Mai Quy đã đăng theo video này. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào các bạn nhé.